Khuôn này thì có hai cách nhá. Một là em cắt thẳng một chi phí luôn, bởi vì nó ít mà. Tức là mình dùng cho một công trình mình sẽ dùng hết luôn đấy, thì mình sẽ cho luôn vào chi phí luôn 6273 theo thông tư 200. Còn nếu như trong trường hợp mà cái công trình này nó phân bổ dài ấy, thì em sẽ phân bổ đều cho các tháng, được chưa? Thì em sẽ khai báo nó như là một công cụ dụng cụ. Thế thì em sẽ làm thế này. Nó chỉ có hai bước thôi, mà ngày xưa là công visa 2012 nó sẽ có 3 bước. Bước 1 này, vào vấn đề mua hàng. Nó một lần là cố gắng nhớ nha. Rồi sau đó cái này chưa ghi sổ này. Cái xanh xanh này tí thì em phải, nếu mà chưa ghi sổ như thế này thì em phải nhấn vào ghi sổ đây này. Màu xanh là chưa ghi sổ đây. Sau đó em sẽ click vào chữ quy trình đây. Rồi lúc đấy nhận tích vào chứng từ mua hàng hóa. Nhưng mà chú ý, không phải là mua hàng hóa trong nước nhập kho, mà chọn là hai nhỏ đây đúng không? Mua hàng trong nước không qua kho. Chọn nhà cung cấp đi, ghi là công cụ dụng cụ mượn hoặc là ván khuôn theo số hóa đơn là bao nhiêu đó. Ngày chứng từ, ngày toán. Rồi đến mã hàng tiền này, em cũng thích về được cột màu xanh. Loại ở bên này thì chọn là công cụ dụng cụ. Thấy chưa? Đấy. Nhấn đồng ý. Tính chất là công yếu này thôi. Đúng rồi, tính chất là một là diễn giải cũng được, chỉ là diễn giải cũng được. Hai là chọn là dịch vụ. Cái này nó không ảnh hưởng gì đến việc hạch toán của em. Hạch toán thì quan trọng là cái hạch toán là nợ cho tài khoản 242 nhá. Với nợ 133 có tài khoản liên quan theo quyết định 48 thì có thể là nợ 142 hoặc 242. Nhưng mà theo thông tư 200 thì bây giờ em sẽ không được dùng là nợ cho tài khoản 142 nữa, mà tất cả đều cho vào nợ 242. Thực ra cái khai mã này nó không quan trọng lắm, mà mình chỉ cần hiểu được là cái phần tính chất này họ lại không có cái công cụ dụng cụ ở đây, thì mình chọn nó là dịch vụ. Và quan trọng là cái loại này mình chọn nó đúng là công cụ dụng cụ thôi. Và quan trọng nữa là cái cách hạch toán của mình theo quyết định nào, em hiểu chưa nhỉ? Rồi, em lập đi. Tài khoản danh A. Đến đây nha, tài khoản doanh thu và tài khoản chi phí thì em bỏ trống đi. Hoặc là ở đây em tài khoản doanh thu thì em đương nhiên là bỏ trống, nhưng chi phí nếu em chắc chắn nó là 242 rồi thì em đánh ở đây là 242 luôn, hiểu không nhỉ? Rồi. Tức là tài khoản chi phí chính là cái tài khoản nợ của mình khi mà mình hạch toán một cái hóa đơn nào đó. Tức là cái nào mới hai có thể đỡ hai này, nhưng mà cái nào mới ấy thì chỉ có thể đỡ 6, 6, 2, 7, 3 phải không chị? Tức đúng rồi, tức là thế này, đã là cho vào mua chứng từ mua hàng không qua kho này là mục đích của chị là sẽ phân bổ vào các chi phí, là nó là công cụ dụng cụ rồi. Ý của chị là những cái mặc dù là công cụ dụng cụ, tính với tính chất của nó là công cụ dụng cụ, ví dụ như trong xây dựng ván khuôn này là một công cụ dụng cụ nhỏ, thì nếu như mà mình chỉ dùng cho một công trình, mình xuất thẳng luôn cho vào công trình luôn, thì có thể là mình sẽ phân bổ trong một lần luôn em, tức là chi phí phân bổ vào một lần hay là nhiều lần đấy trong kế toán đấy. Thì nếu như trong trường hợp xuất cho một công trình mà nó ngắn thôi, công trình đi dùng ngắn đấy, thì mình xuất thẳng vào 6273 luôn. Nhưng mà nếu công trình này mà nó xi công rất là dài, nghĩa là cái công cụ dụng cụ đấy nó sẽ sử dụng đi sử dụng lại dài trong cái công trình đó nó mới hỏng ấy, thì mình sẽ cho vào phân bổ đều cho các tháng để cho nó đúng với bản chất của kế toán. Rồi, em có thể khai cái thông tin này trước, sau này em quay lên em nhập nhà cung cấp cũng được, đằng nào cũng đang tiện làm. Tức là 6272 mà ghi lớp tiền tao thì nhà vẫn tự hỏi dịch vụ lên nhập cái mà mới, còn bây giờ là bao chứng từ mua hàng xong từ đúng rồi. Kích có dấu cộng thì nó đã cái này đúng không? Đúng rồi, tức là 2012 thì em sẽ làm 3 bước. Một là bước 1 khai báo mã công cụ dụng cụ. Bước 2 là em cũng mua hàng không qua kho thì và em sẽ hạch toán theo cái mã em đã khai. Bước 3 là em sẽ ghi tăng. Nhưng mà trong 2015 này họ sẽ được bớt đi 3 bước thành 2 bước. Có nghĩa là trong phân hệ mua hàng không qua kho này, đồng thời là mình khai báo mã công cụ dụng cụ luôn, đồng thời là ghi tăng luôn, đồng thời là hạch toán luôn cái bút toán kia, hiểu chưa? Còn cái 2012 liền là bước thứ nhất là khai báo, bước thứ hai là ghi tăng. Mà mục đích mua hàng không qua kho là để hạch toán, tức là ngày xưa 3 bước thì bây giờ gộp lại thành 2 bước, đúng không? Hiểu không? Cháu đi mua hàng mới ghi tăng. Mua hàng và khai báo là vào một chứng từ mua hàng không qua kho ở đây luôn. Còn visa 2012 thì lại tách hai phân hệ khác nhau. Khai báo xong bắt đầu mới vào mua hàng không qua kho. Và lúc này không cần phải khai báo ở mua hàng không qua kho nữa, mà là chọn luôn cái gì nhỉ? Cái mã công cụ dụng cụ mà mình vừa mới khai báo lúc nãy, thì nó mới lên được về công cụ. Mình mới tách như thế. Còn bây giờ cái này thì chỉ cần hai bước thôi là nó đã lên rồi. Thôi em không quan tâm đến 2012 nữa, quan tâm 2015 thôi. Tụi em nhé, sau khi em mua hàng xong thì em đi tăng.
bước 2 vào nghiệp vụ này, công cụ dụng cụ này, rồi ghi tăng số chứng từ, ghi tăng kệ nó. Sau này chị sẽ dạy em một cách đánh lại số chứng từ một loạt sau nhé. Quan trọng là em sẽ đánh ngày ghi tăng. Thường là thế này, có hai cách để ghi ngày ghi tăng. Nếu mà công ty mình cần ngay chi phí, tức là công ty mình lãi rất lớn, lợi doanh thu rất lớn, mà cần ngay chi phí vào tháng đấy, vào cái tháng mà mình mua công cụ đấy, thì mình sẽ đánh luôn là ngày ghi tăng là ngày trên hóa đơn. Nhưng nếu công ty mình không cần chi phí thì thường chị sẽ đánh là ngày ghi tăng ngày là thống nhất luôn là ngày đầu của tháng sau. Hiểu ý chưa không? Nếu công cụ dụng cụ mua về thì chắc chắn trên thực tế mua về là sẽ sử dụng ngay. Ví dụ như mua ngày máy tính về chả thể nhập nào mà nhập kho được đúng không? Thì mình sẽ mua vào để sử dụng ngay. Thế nếu như trong trường hợp công ty mình năm đó có rất là nhiều doanh thu đúng không? Xuất rất nhiều hóa đơn thì em sẽ ghi ngày ghi tăng chính là cái ngày mà em mua cái công cụ dụng cụ này về. Thế ví dụ như ở trên này là ngày bao nhiêu nhỉ? Ngày mùng 17 tháng 7 là 15 tháng 1 đúng không? 15 tháng 1 năm 2015 phải không? Vậy thì chị sẽ đánh ở đây là người 15 tháng 01 năm 2015, được chưa? Mục đích ngày, rồi mục đích của nó là đánh ngày cái tăng này có nghĩa là tính chính là cái ngày mà mình sẽ bắt đầu tính vào chi phí đấy. Ví dụ công cụ này là em đang sử dụng theo thông tư 200 thì em sẽ khi em mua về em định khoản nợ 242, nợ 133 có tài khoản liên quan. Khi em phân bổ em sẽ định khoản nợ 6273 có cho 242 đúng không? Hoặc là nếu văn phòng thì nợ 6424 có cho 242. Thế thì lúc nào sẽ được tính vào 6424 và 6273 theo từng bộ phận. Khi nào thì tính vào chi phí, chính là ngày ghi tăng thể hiện vấn đề đấy. Tức là nếu ngày 15 tháng 1 năm 2015 mua, với điều kiện công ty mình cần chi phí mình sẽ phân bổ luôn trong tháng 1. Trong tháng 1 đấy nó sẽ tính cho 15 chia cho 31, hiểu chưa? Nhân với giá trị phân bổ của một tháng thì ra số tiền phân bổ của một tháng đấy. Nhưng nếu công ty nào mà đang cần ít chi phí, nghĩa là doanh thu đang ít đấy, năm đó thì mình có thể là đánh ở đây là ngày ghi tăng sẽ là ngày đầu tháng sau cho nó tròn, không phải phân bổ lẻ tháng ra. Tức là đây sẽ là 01/02/2014. Em có hiểu ý chị không nhỉ? 2015 rồi. Mã công cụ dụng cụ thì em cũng đánh mã giống đừng quan điểm bao giờ chi phí đi. Kết quả để tháng 6. Ừ đúng, để tăng chi phí thì định là để tăng chi phí thì là sẽ ngày tăng sẽ là ngày luôn, ngày trên hóa đơn. Còn để giảm chi phí thì để đầu ngày tháng sau để dễ theo dõi. Hai mục đích khác nhau. Thế thì mã công cụ thì em cũng như là công cụ và tên công cụ đi khuôn. Mã thì nên viết hoa không dấu, tên thì lúc đầu viết đầy đủ. Rồi, tên. Khuôn 6/4. Cái kẻ này thì em khai thật là mà chia sẻ tên sản. Bây giờ em hiểu cái kẻ sản không sao gì. Không sao, không sao đâu em ạ. Nhưng mà nếu mà có rất nhiều cái khuôn khác nhau ấy, khuôn các kích cỡ khác nhau thì em có thể là khi là khuôn 01, khuôn 02, hoặc là nếu ví dụ như 6x4 em không thích khai kiểu đấy thì em có thể là khuôn 01, khuôn 02 đúng không? Ký hiệu theo từng loại rồi. Còn tức là ý em là nếu như mà mình chỉ đi xe xe khác được thì khi mà ghi tăng như thế nó có bao được không sao? À không, mỗi CC thì không được. CC nó lại là CC cái gì? Khuôn 6x4 thì em có thể ghi là khuôn hoặc khuôn 01, khuôn 02, thế là cái mã của nó đấy. Có thể ghi mỗi CC thì nó sẽ cũng hiểu được là cũng là được thôi, nhưng mà mình khó quản lý em ạ. Dạ dạ, lại công cụ dụng cụ là trang thiết bị đúng không? Đúng rồi, trang thiết bị. Đúng rồi. Đánh đơn giá vàng số kỳ phân bổ là 2. Trong này công trình chỉ, bên chị chỉ làm 3 tháng mà. Các cái những cái nào thì để mình biết được số kỳ phân bổ chứ. À, cái này thì phải tùy vào cái thực tế. Thứ nhất là cái khuôn này nó có cái giá trị rất là bé, tức là số lượng thì nhiều, đúng không? Yeah. Nhưng mà đơn giá của nó thì là ít. Yeah. Do đó là mình sẽ chỉ phân bổ thời gian ngắn thôi, vì nó rất là nhanh hỏng mà em. Yeah. Cho nên là cái này, thực ra là ví dụ như là cái giá trị của công cụ là dựa vào đâu thì cái này em sẽ nhớ cho chị một nguyên tắc là công cụ dụng cụ thời gian phân bổ tối đa là 36 tháng. Không được hơn 36 tháng. Và phải căn cứ vào cái giá trị của công cụ dụng cụ. Và căn cứ vào giá trị và giá trị sử dụng của công cụ dụng cụ nhé. Giá trị ở đây chỉ ví dụ như một cái điều hòa mà mình mua khoảng tầm 20 triệu thì mình không thể phân bổ nó trong vòng 8 đến 10 tháng được, mà mình phải phân bổ nó khoảng tầm 18 đến 24 tháng. Hoặc ví dụ cái khuôn này có 21.818 đồng thì em cũng không thể nào phân bổ nó một năm tài chính được,
đúng không? Bởi vì cái giá trị và giá trị sử dụng của nó rất là bé, thì mình chỉ phân bổ nó phù hợp với cái tính chất của công cụ dụng cụ. Chứ hiện nay thì cũng không có một cái quy định cụ thể nào là cái này nó sẽ thuộc vào khung này khung kia như là tài sản cố định quy định ở phụ lục 1 thông tư 45 đâu. Với lại cái thứ hai nữa là nó mình còn phải tùy thuộc vào cái tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu như doanh nghiệp mình tình kinh doanh đang lãi, mình có thể phân bổ ngắn đi một chút, hoặc là lỗ thì mình có thể dàn trải cái chi phí này ra, mình phân bổ dài ra một chút. Cái đấy thì điều đấy thì cơ quan thuế thực ra cũng không bắt bẻ mình đâu, miễn rằng em theo dõi cái vấn đề công cụ này, em hạch toán phân bổ đúng là được, còn thời gian có thể dây là có thể chấp nhận là dài hơn một chút hoặc ngắn hơn một chút so với giá trị thực tế của nó, hiểu không? Em hiểu rồi, nhưng mà theo mình thì có cái bước để có phân bổ như nào nhỉ? Thế này, rồi ok. Về công cụ dụng cụ theo thông tư mới là quy định là từ nhỏ hơn 30 triệu, từ 0 cho đến 30 triệu, phải không? Yeah. Nếu mà nhỏ hơn 1 triệu đồng đi, tức là nhỏ hơn 1 triệu đồng này, thì có thể cho thẳng một chi phí. Từ 6, 2, 7 hoặc 6, 4, 2 tùy vào bộ phận sử dụng công cụ. Còn từ 1 triệu đồng trở lên cho đến 10 triệu đồng thì em phân bổ trong vòng 1 năm tài chính. Chưa? Còn từ 11 triệu đồng cho đến 20 triệu đồng thì em phân bổ khoảng tầm 18 tháng, 1 năm rưỡi cho đến là 24 tháng, 1 năm rưỡi đến 2 năm. Từ 20 triệu đồng trở lên cho đến 30 triệu đồng thì em phân bổ từ 2 năm tài chính cho đến 3 năm, tức là từ 24 tháng cho đến 36 tháng. Tức là mình có những cái khuôn này từ 1 đến 10 triệu thì em chỉ chọn. Không phải, đây chị đang nói cái chung chung chứ, chị đang nói tất cả các công cụ dụng cụ. Dạ dạ. Chứ chị không nói là vậy, vấn đề là khuôn này nó có giá trị rất là bé, thì mình có thể thẳng là cho thẳng vào chi phí luôn, hoặc là phân bổ trong ngắn hạn thôi, như chị đang nói là phân bổ chỉ có 2 tháng đấy. Bởi vì công trình An Dương này chỉ xây dựng trong giai đoạn 1, bỏ ra từng này cái khuôn nhá, sẽ dùng hết từng này cái khuôn mà giai đoạn 1 chỉ kéo dài 3 tháng, từ tháng 1 năm 15 cho đến tháng 3 năm 15 thì mình đã hết cái khuôn này rồi ấy. Mà trong khi đấy cái ngày này là ngày 15 tháng 7 mình bắt đầu mình 15 tháng 1 năm 2015 ấy, mình bắt đầu mình mua cái khuôn này thì ngày 1 tháng 2 cho đến tháng 3 là hết, thì ý chị là sẽ phân bổ trong vòng 2 tháng là như vậy, hiểu chưa? Tức là nếu như mà nhỏ các cái là lớp như bạn theo công trình, cũng nếu mà công trình mà mình ở đây đúng rồi, cái tháng nên thì cho phân bổ là số tiền phân bổ là cái tháng đúng không? Đúng rồi, chính xác. Thế tài khoản chờ phân bổ thông thứ 200 thì đây là 242. Tiếp tục nha em. Một nhỏ đơn vị sử dụng. Đơn vị sử dụng thì khuôn thì chắc chắn là sẽ sử dụng công trình rồi, thì em sẽ chọn đây là công trình chứ nhỉ. Số lượng ở trên này là gì nhỉ? 153 cái đúng không? Dạ. 153 này, đánh đi em. Hai nhỏ này thiết lập phân bổ. Thế đây là công trình thì đương nhiên không phải thể là 6423 được, mà là bao nhiêu nhỉ? 627 nhỉ? 73. 73. Rồi tiếp tục này. Mô tả chi tiết này thì có thể em bỏ qua, hoặc trên thực tế em muốn mô tả cái gì đấy thì em mô tả. Ví dụ như ký hiệu của cái công cụ đấy là gì để cho mình dễ quản lý ấy, thì mình đánh vào, nhưng mà thực ra trên các cái báo cáo thuế không cần thiết. Bốn nhỏ ở đây là quan trọng, là bốn nhỏ này thì không được bỏ qua, là nguồn gốc hình thành thì em nhấn phải chuột này, tự làm đi em, phải chuột ở cho vùng trắng trắng đi đó, chọn chứng từ đây rất là quan trọng. Thế cái ngày lúc nãy mình mua là rơi vào tháng 1 đúng không em? Thì em đánh đây là từ 1 tháng 1 cho đến 31 tháng 1 năm 15 đi, em tích vào lấy dữ liệu, em chọn cái này, nhấn đồng ý. Rồi nghĩa là bút vi tăng này nó sẽ có một là khai báo thông tin ban đầu đúng không, hai là đơn vị sử dụng, ba là thiết lập phân bổ, và bốn là nguồn gốc hình thành, em nhớ chưa nhỉ? Ok, lần sau về công cụ dụng cụ chị sẽ không nhắc lại nữa nhá, tự làm nhá. Và muốn biết được cái thời gian phân bổ bao nhiêu thì em mở cái video của Misa 2012 đấy là em sẽ hiểu. Rồi muốn kiểm tra công cụ mình ví dụ cái gì được đấy, mình khai báo là buổi mua hàng mình chưa đi hay kiểm tra ba công cụ đây cũng em vào phân hệ công cụ dụng cụ này. Một là vào sổ theo dõi công cụ dụng cụ đây, nhưng mà sổ theo dõi này thì mình lại không chọn được thời gian đấy, thấy chưa? M này là mình không chọn được, mà mình muốn kiểm tra thì tốt nhất là sang phần ghi tăng này. Ví dụ em kiểm tra từ mùng 1 tháng 1 cho đến 31 tháng 1 chẳng hạn, thì em sẽ đến ngày tháng đây, nhấn lấy dữ liệu đúng không? Lấy dữ liệu này. Cái này sang thứ mấy rồi? Con thấy cái tay cuốn không? Con phải thấy cuốn.
em để À, đi đã đưa có tháng 2 mà. ừ đúng rồi, tháng 2, 28 tháng 2, 28 tháng 2 luôn, hết tháng 2 cho dễ. Rồi, hết là ván khuôn của em đây, cái vừa khai xong đây, thì chứ nhỉ. Rồi, thế thôi. Tương tự thì tài sản cố định chị hướng dẫn luôn nhá. Em tìm một cái Giống đơn như về tài sản đi. cái cảnh phân bổ thời gian tài sản cố định, mặc dù cái bản thống cứ mà nói là từ bao nhiêu năm thực tế đi, con số chính xác đấy em chưa 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 Tài sản cố định hả? Ví dụ nó quy định thời gian tối thiểu và thời gian tối đa, thì thời gian tối thiểu hay là thời gian tối đa hay thời gian trung bình thì em phải căn cứ vào thực tế của công ty em. Như chị nói đây, công ty mà doanh thu rất lớn, tải thiểu điểm đấy thì em nên là tìm cách mà khấu hao nhanh đi, có nghĩa là mình sẽ lấy thời gian tối thiểu thôi. Còn công ty này làm ăn đang dàn trải, có nghĩa là cái phần doanh thu của nó đang ít đấy, nó sẽ dàn trải thì mình sẽ làm gì nhỉ, lấy thời gian là tối đa, thời gian khấu hao là tối đa, hiểu không? Không tìm thấy một cái tài sản nào hả? Hoặc là không thì em cứ làm đi, đến phần tài sản em gọi chị nhá. Dạ 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 Ok, chào em nhá, tí nữa có gì sửa gọi cho Kai nhá. dạ dạ dạ